Vâng, nói em hôm rồi cách đây 3-4 ngày em đi khám khám định kỳ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện là có gửi cái kết quả về là bị sơ phổi hai bên. Ừ. Nhưng mà không có bệnh viện không có yêu cầu tái khám. Em có thuốc không em? Anh hiểu, anh hiểu rồi. Một đầu tiên anh hỏi là em có bị Covid không? Em bị cách đây cả năm hơn năm gì đó bị một lần rồi. Em bị Covid chứ có bị viêm phổi do Covid không? Không, em bị Covid thì có. Chỉ bị Covid nhiễm Covid thông thường. Có, dạ đúng rồi. Thế nữa là thứ hai là bây giờ có khó thở không? Em thấy cũng bình thường, em vẫn tập thể dục hàng ngày, em sẽ biết hàng ngày bình thường. Ừ, thế thì tổn thương sơ phổi nhưng mà cái chính là nó đặc thế nhưng mà cái tổn thương nó mà hẹp của nó có một tí thì nó chẳng đáng kể gì. Ừ. Còn nếu mình rộng cơ thì nó phải gây khó thở rồi nội thất các thứ cơ thì mới phải điều trị. Ừ, thì anh nghĩ là nếu em vẫn sinh hoạt bình thường như thế thì chưa cần phải suy nghĩ. Nhưng mà nó có hai cái, có một cái vấn đề là thế này là em có bệnh khớp bị chết gì không, bệnh tự miễn em bị khớp. Em okay. em nguyên người lúc đấy đặc nguyên cái bệnh em bị viêm B cái đêm mấy năm. Ok, thế thì anh nói thế này nhé, tổn thương thì có nghĩa là nó nhẹ và em không triệu chứng gì, em không phải lo thì người ta không cho thuốc là đúng. Nhưng mà để cẩn thận thì em gửi cho anh cái chụp cho anh cái phim CT ấy cùng các lớp gửi qua Zalo cho anh nhé, cho anh xem anh sẽ lại họ gửi cho anh, sau đó họ mới gửi cho em bàn về cái phim mềm có nghĩa là cái tờ kết quả thôi à? Đúng rồi, kết quả thế còn nguyên cái bộ đó họ chưa gửi lại cho em, chắc mấy ngày nữa thế thì anh kết nối số điện thoại không được có thì gửi anh xem thôi. Dạ vâng. Dạ. Chứ còn nhưng mà anh nghĩ là chắc là anh yên tâm đã, bởi vì là lâm sàng em ổn định mà tổn thương sơ nó đặc thế thôi. Chứ chắc không sao. Nhá. Đặc thế sơ sơ thôi nghe. Đúng. Đặc thì nghe thì ghê, nghe thì ghê. Nhưng mà có khi nó chỉ có tí thôi nhưng mà CT nữa, X quang nó đã đặc. Nên mình gắn nó cũng khỏe. Thì nếu mà kêu nó gửi thai em cứ gửi cho anh. Nhá. Dạ vâng, chắc bây giờ em gửi như thế nào được ạ? Đây anh sẽ em cho em là sẽ em nhắn cho em cái số điện thoại vào cái chỗ này nhé. Ok nhé. Nhé. Dạ.